Mến chào cô bác, anh chị, các bạn và các em. Rằm tháng giêng năm nào Vinh Khuyên cũng nấu một nồi chè trôi nước, hay người Nam mình còn gọi là chè xôi nước. Chia sẻ đến cô bác, anh chị em và các bạn cách để mình làm ra những cái viên chè tròn xoe và không có bị chảy. Bột thì dẻo mềm và mình làm để dành ăn dần, nó không có bị cứng, cũng như là không có bị dính vô nhau. Viên chè nó bóng mướt và nước chè không có bị đục. Chè ngọt dịu, không có bị ngọt gắt. Với phần nhân đậu xanh thì thơm bùi, mùi thơm đặc trưng của lá dứa. Trước tiên mình sẽ nấu đậu xanh trước. Mình khuyên lấy đậu xanh cà vỏ 100g. Sau đó mình sẽ rửa cho thiệt là sạch nhiều lần nước. Rồi cái mình cho vô trong nồi để nấu. Chờ cho đến khi nào nó nổi bọt, mình nấu thêm 1-2 phút để bọt nó nổi lên thiệt nhiều. Sau đó mình đổ ra và rửa cho thiệt sạch lại lần nữa. Rồi mình cho đậu xanh lại vô trong nồi. Cho vô 300ml nước, 1/2 muỗng cà phê muối. Và ban đầu mình sẽ nấu lửa thiệt là lớn, chờ cho sôi. Sau khi đậu sôi thì lúc này mình mở nắp ra và hạ xuống lửa trung bình, tiếp tục nấu cho cạn. Lúc này đậu cạn rồi, mình sẽ cho nước cốt dừa vô 100ml hoặc là 100g. Xong mình sẽ trộn đều. Tiếp tục nấu lửa trung bình nhỏ và đậy nắp lại. Sau khi sôi thì mình sẽ hạ nhỏ lửa và nấu thêm 10 phút. Lúc này mình cũng đi chuẩn bị bột luôn. Đây mình khuyên có bột nếp loại của Thái. Mình làm màu trắng trước, 200g, nửa gói. Và mình sẽ cho 8g tinh bột bắp. Bột bắp giúp cho các viên chè nó đứng và mình để lâu nó vẫn dẻo mềm, không có bị cứng. 2/3 muỗng canh đường khoảng 10g. Rồi 1/2 muỗng cà phê muối. Với lại đường vani khoảng 8g, hoặc là 1 muỗng cà phê tinh chất vani cũng được luôn. Mình khuyên sẽ cần có là 120ml nước sôi sùng sục. Và mình sẽ cho vô trong bột. Cái bước này người ta gọi là lấy trùng, sẽ giúp cho bột mềm dẻo và nhồi nó không có bị chảy. Mình sẽ trộn đều. Sau đó cho vô đây 1 muỗng canh dầu ăn, sẽ giúp cho bột mềm dẻo. Tiếp theo mình trộn lại. Rồi cho vô đây tiếp tục cái nước vừa nấu lúc nãy, khoảng từ 50 cho đến 60ml. Lúc này bột cũng còn nóng ấm. Mình chờ cho hơi ấm cái mình nhồi lại thành một khối dẻo mịn. Nếu mà thấy khô thì mình cho chút xíu cái nước còn lại vô luôn. Còn ướt thì có thể mình rắc thêm chút xíu bột, nhưng mà mình khuyên thấy như vậy là vừa. Lượng nước mình sử dụng vừa rồi tổng cộng 2 lần đó là từ 170 cho đến 180ml, tùy theo bột cũ hay mới. Bây giờ mình sẽ lấy ni lông poly đậy lại để cho bột không có khô và để nó nghỉ. Đậu xanh lúc này cũng đủ giờ rồi. Mình sẽ lấy cái vá trộn đều lên. Mình cần có hành lá hoặc là hành tím cũng được, nhưng mà hành tím thì mình phải phi lên cho thơm. Còn hành lá thì mình sẽ cho thẳng vô luôn. Sau đó mình để lửa nhỏ và mình xào lên. Cho vô đây 1 muỗng canh đường cát. Tiếp tục trộn cho đến khi mình thấy cái đậu nó như vậy. Mình khuyên đã cân được là 300g. Bây giờ mình sẽ đi rửa 45g lá dứa hoặc là 50g cũng được. Rửa sạch và để ráo. Bây giờ mình sẽ làm cái bột màu xanh. Bột màu xanh còn lại 200g bột nếp. Cũng giống như lúc nãy, mình cho 2/3 muỗng canh tinh bột bắp,
2/3 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê muối. Lá dứa, mình lấy khoảng 30g lá dứa và cắt nhỏ. Rồi mình cũng cho giống lúc nãy, đó là 180ml nước. Lá dứa xanh thì mình lấy ít, còn lá dứa non thì mình sẽ lấy nhiều hơn. Lá dứa non thì nó cho màu không có đẹp. Rồi xay nhuyễn, cho qua cái bao vải để vắt, và mình lấy 180ml nước lá dứa. Rồi cái mình nấu sôi lên luôn. Nhớ là nước lá dứa phải sôi luôn. Rồi mình đổ từ từ một nửa vô. Chừa cái này lại nè. Mình trộn xong để mình lấy trùng. Cái bước này người ta gọi là hồ hóa bột đó, sẽ giúp cho nhồi không có bị chảy. Đồng thời là viên chè của mình nấu xong nó sẽ mềm dẻo, để lâu không bị cứng. Cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Lượng nước lá dứa còn lại mình cũng cho hết vô luôn. Và trộn cho thiệt đều. Sau đó thì mình sẽ lấy tay mình nhồi. Cũng dễ lắm, mình chỉ cần bóp là nó đều lại thôi. Bây giờ nhìn thấy bột nó sẽ dẻo mịn giống như vậy. Mình lấy ni lông phu ly đậy lại cho kín để bột không có bị khô. Bước tiếp theo là mình sẽ tạo hình, mình vo cái viên nhân trước. Cứ mỗi viên như vậy là 15g, tùy theo mình thích viên lớn hay nhỏ. Mình khuyên vo được 20 viên. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái bột trắng ra mình tạo hình trước. Trước khi tạo hình thì mình sẽ vo cái bột lại. Cho dầu vô tay mình vo lại để cho nó đều đó. Và cứ mỗi viên bột thì mình khuyên lấy khoảng 30g. Sau đó mình vo tròn cho nó phẳng. Bột còn lại thì mình sẽ vo thành những cái viên nhỏ nhỏ mà không có cho nhân. Cái này em My thích lắm nè. Bước tiếp theo là mình đi nấu nước đường luôn. Mình có 350g đường, đường mía hoặc là đường thốt nốt cũng được luôn. Tùy theo mình thích đường nào cũng được. Mình cho vào đây 1 lít 2 nước. Sau đó mình cho lên bếp để nấu. Và nhớ cái lá dứa còn lại 15g này hoặc là 20g. Mình bóp cho nó dập cho nó ra mùi thơm. Rồi 30g gừng non cho nó không có bị cay. Nếu mà nhà con nít đó, thì mình cắt ra từng lát hoặc là cắt sợi. Mình khuyên rửa qua cho nó đỡ cay. Sau đó mình cho vô nồi và nấu luôn. Nếu mà thấy bọt đó, thì mình vớt bọt. Bây giờ mình sẽ tạo hình, tạo viên bột trắng trước. Mình sẽ ấn chính giữa để giống như là cây giếng vậy đó. Xong mình cho cái viên nhân. Lưu ý cái chỗ gói bột này, mình phải gói cho nó ôm chặt nhân. Vỏ phải ôm nhân để không thôi. Nếu mà nó không ôm là mình nấu xong nó bị chảy bánh á. Tức là nó có thể rớt nhân ra ngoài. Sau đó mình đè chặt cái tay mình xuống, vo cho nó tròn và phẳng. Mình khuyên làm thêm viên xanh nữa, cũng giống như vậy. Mình tạo một cái lỗ tròn xong rồi cho nhân. Vừa xoay cái tay, túm nó lại, rồi vuốt cho nó miết, cho nó phẳng. Sau đó mình lấy hai cái bàn tay mình ép vô, và mình đẩy, mình lăn tròn. Để cho nó phẳng cái mặt, để chút sau viên chè của mình nó bóng. Sau khi tạo hình xong thì nồi nước của mình cũng đã nấu sôi. Bây giờ mình cho viên chè vô. Và lưu ý khi cho vô là mình đẩy cho cái viên nó chạy. Và cứ để lửa lớn cho nó sôi luôn. Như vậy thì nó không có dính dưới đáy nồi. Hoặc là tốt nhất mình nên sử dụng cái chảo không dính giống mình khuyên nè. Và nhớ là mình phải luộc ở nước sôi sùng sục luôn.
Và cũng đừng quên mình lấy cái vá, mình đẩy nhẹ sát cái đáy á, để cho viên chè của mình không có bị dính ở dưới đáy nồi. Sau đó thì mình hạ lửa xuống một chút xíu, 7/9, và luộc chờ cho đến khi viên chè nổi lên. Sau khi nổi lên thì mình luộc thêm khoảng 1-2 phút. Rồi vớt ra cái tô, cái thau có nước lạnh. Mình rửa qua như vậy. Rồi mới cho vô trong cái nồi nước đường, lúc này cũng sôi. Và mình nấu như vậy thì chè của mình nó không có bị đục nước. Từng viên chè tròn lẳng luôn. Cô bác anh chị em và các bạn thấy thích ghê chưa? Và sau khi cho vô trong nồi này, mình sẽ nấu lửa trung bình và nấu trong vòng khoảng 2-3 phút để cho viên chè nó chín kỹ. Thì như vậy nó thấm, đường nó thấm vô trong và nó ngọt, nó không có bị lạc. Đồng thời là mình để được lâu không có hư. Từng viên chè tròn xoe luôn. Tiếp theo mình nấu nước cốt dừa. Với 300ml nước cốt dừa, mình sẽ cho vô đây 1/2 muỗng canh bột gạo hoặc là bột năng. Rồi 1 muỗng canh đầy đường khoảng 20g, 1/3 muỗng cà phê muối. Sau đó mình quậy cho thiệt tan rồi thì mới cho lên bếp nấu. Và vừa nấu mình cũng vừa quậy luôn. Sau khi sôi, mình sẽ cho vô đây 8 gram bột bắp pha với lại 2 muỗng canh nước, quậy tan. Rồi mình cho vô 1 gói đường vani 8g. Tiếp tục nấu ở lửa trung bình và chờ sôi lại, mình nấu thêm 2 phút để cho nước dừa mình múc nó không có bị vữa, không bị chảy nước. Mọi thứ đã xong, mình khuyên cho ra tô. Nhìn ngon ghê chưa? Viên chè nó tròn lẳng luôn. Với cách làm này thì chè nó vừa thơm mùi vani, vừa thơm mùi lá dứa. Và nó không có bị chảy. Tròn xoe. Cái nước đường nhìn giống y chang như nước đường ngày xưa mà mình ăn chè ở bên Việt Nam. Và đừng quên cho mè rang lên trên nữa. Nguyên một nồi chè trôi nước nhìn hấp dẫn quá chừng luôn. Các bác anh chị em và các bạn chuẩn bị nấu chè trôi nước cho ngày rằm sắp tới. Quá nhanh và quá dễ. Mình đã có một nồi chè vừa thơm mùi lá dứa, vừa thơm mùi vani. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu chè thành công. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới và vào xem sớm nhất. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.